Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại channel của em Piao. Lâu lắm rồi tôi không chơi Skyblock bạn ơi. Nên ngày hôm nay tôi đang quay trở lại với cả Skyblock ở trong Lockman Go bạn ạ. Lâu lắm rồi không chơi Skyblock này. Đấy, vừa vào cái vẫn thấy có chữ VIP trên đó bạn ạ. Nhìn trông xịn xò thực sự bạn ơi. Lâu không vào Skyblock cho nên hôm nay tôi quyết định rằng là đây, vào thử xem mà trên Skyblock nó có gì thú vị ở phiên bản lần này không bạn ạ. Thì nghe nói là mới cập nhật cái gì mới, mình cũng không biết có gì mới không bạn ơi. Thì ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để vào like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên cho đăng ký ủng hộ mẹ em bạn nhá. Mấy cái gói này hình như là mình có hết rồi bạn ạ. Đấy, gói vít thì mình cũng có hết rồi này. Để coi xem nào, cái phần mấy cái phần kia xem nào. Mình sẽ thử đi vào cái khu này đi, xem là có gì mới không bạn ơi. Tôi thấy dạo này Blockman Go á, chính ra là nhá, anh em nào mà chơi Blockman Go mà chơi cái Skyblock này ấy, đó, đi tham quan nhà mọi người rất là nhiều luôn. Nhưng mà hình như là ngày xưa mình bị lỗi là PC không thể nào qua nhà PE được. Bây giờ không biết hết lỗi chưa bạn ơi. Rồi, tôi vào thử bữa tiệc không nào. Bữa tiệc mấy hôm này. Ấy chà chà. Ông mày tặng bữa tiệc gì ấy? Ôi, không biết bạn ạ. Ôi, bỏ qua bữa tiệc đi. Gì ấy? Nhiệm vụ bạn ơi. Bấm gửi này. Mấy cái này thì bỏ qua. À đúng rồi, khu đà mỏ đà quặng các thứ, quên mất. Lâu lắm rồi mình không vào, mình đi lấy mấy cái quặng, mấy cái mỏ bạn ạ. Phải lâu lắm rồi tôi không đi thu hoạch quá. Bao nhiêu ngày rồi mình không vào. Thì à, đây là cái khu đào, à đây là đào, đây là đào mỏ đúng không? Thế nhưng mình cần vào chỗ đào quặng cơ. Mình cần về chỗ đào quặng bạn ạ. Cái chỗ mà có cái máy khoan các thứ. Đây như đào quặng đúng hơn. Mình cần đi qua chỗ đào quặng bạn ạ. Tôi không nhớ là đào mỏ hay đào quặng nữa. Đại loại là bên đấy lâu rồi mình không đi thu hoạch. Đây đào quặng chuẩn nó bắn hình kim cương, quên mất hình kim cương là cái máy đào quặng. Để coi xem là mấy cái máy còn hoạt động không, lâu lắm rồi không vào bận ạ. Chà bấm bán tất cả đây. Ui, hiện tại có 2 triệu bạn ạ. Chính xác có 2 triệu đây, hiện tại tôi đang có tổng khoản là 2 triệu. Ui, 2 triệu một tiền trong game. Bây giờ nâng cấp cái máy lên đúng không nhỉ? Nâng cấp máy khai thác su. Máy khai thác đặc biệt hình như là cấp 20 là tối đa rồi đúng không? À, mình nâng tiếp này. Ok, chắc là mình sẽ thử thách là nâng cấp tất cả cái máy này lên level 25 hết bạn nhá. Hình như 25 là tối đa bạn ạ. Rồi, ngày hôm nay sẽ thử thách nâng tất cả máy này lên cấp độ 25. Ô, 25 chưa phải tối đa. Tối đa bao nhiêu ta? 30 à? Hình như là tối đa là 30 đúng không nhỉ? Level max là 30 bạn ơi. Ok luôn rồi. Đã thế ngày hôm nay sẽ thử thách nâng tất cả các máy lên level 30 bạn ạ. Đó, phá đảo thế thảo luôn. Ok chưa? Mình còn dư tận 8.000 GQ mà bạn ơi, có nhiều mà. Đó, nâng cấp hết cái chỗ này bạn ạ. Rồi là tôi nâng hết luôn. Nhưng bạn kêu là em búp game, em mốt các thứ hay gì vào kiếm nhiều tiền lắm. Thôi, tôi chơi theo kiểu bình thường bạn ạ, không chơi kiểu ma đạo búp game các thứ đâu bạn ơi. À, đi búp game bao giờ không chứ. Đấy là trước của mấy ông kêu là búp game, mấy ông cho mình một đống tiền, một đống vàng bạn ạ. Ai hiểu đâu ra bạn ơi, khiếp thật, toàn bất thánh thôi. Đó, mình sẽ nâng hết cái máy lên cái 30 này. Gọi là đẳng cấp luôn, xịn xò lên, mọi người đi qua nhìn thấy ui, nhà anh này giàu thế, toàn máy lên vào 30 bạn ạ. Ồ, nhìn xịn thế này mà ơi. Bên này, ui, mấy ông này cũng máy lên vào 30 hết rồi này. Giàu rồi ta, ui. Mấy ông này cũng nâng cấp lên 30, à không, mấy chưa mở khóa này. Ê, của mấy mở khóa mấy máy xịn hơn cơ. Tưởng như nào chứ bạn ơi, nè, tôi mở khóa hết bạn ạ. Nâng hết lên luôn bạn ơi. Nó, nâng cấp 30 hết, người có tiền mà. Anh em thấy tôi tiêu su kinh không? Tiêu như cái máy bạn ạ. Mắc gì à? Mắc bạn ơi, cái máy này chỉ lên được cấp 20 là tối đa rồi này. Cái máy khai thác su ở tối đa là 20, cái máy kim cương 30, hai cái máy còn lại thì mất cấp là 30 bạn ạ. Thôi, làm tiếp cái máy cơ bản. Có thể dùng cái su này để nâng cấp bạn ơi, ngon. Rẻ nhở. Ui, máy nâng cấp này giá rẻ bởi ta. Ui, nâng cấp dễ nhở. Ui, cái đúng là máy cơ bản nó khác. Cái máy này nó không giới hạn level bạn ạ. Bạn đợi tí nhé, mình coi thử xem mấy ông này, mấy ông nào mà hay mốt các thứ á. Bạn của mình không về đảo đâu, không biết mấy ông này nâng lên có bao nhiêu nhỉ? Máy này là máy khai thác cơ bản bạn ạ. Ông này cấp 2 thôi, không biết là các ông
Nâng cái máy khá là cơ bản lên có bao nhiêu rồi mình không rõ, hồi nâng sao đi nhỉ? Cái này là trung cấp này. Bởi cái này là dùng được cái su xanh này nâng các bạn ạ. Hiểu rồi. Cái nào xài được su xanh thì mình cứ xài bận nhá. Đó. Nhưng mà cái này xài được su xanh mình cứ xài bận thôi. Nè, thấy không? Xài được su xanh thì mình cứ xài thôi. Chính ra su xanh mình còn dư nhiều bạn ạ. Thoải mái. Đó. Thoải mái bạn ơi. Nâng hết luôn. Ui, chưa mắc à? Cấp 29 luôn này. 30 mắc chưa? Ok, cho cái máy này, ok cái máy này không mắc được hả? Ảo nhỉ? Cái máy này không biết là cần nâng lên bao nhiêu bạn ơi? 35, 35 biết chưa mắc à? Ui, máy này còn nâng được lên nữa bạn ơi. Vẫn nâng được nữa nha. Ui, mà sổ ôi. Kinh nhỉ, 40 này. Không biết cái máy này có thể nâng lên cái bao nhiêu bạn ạ? Mình cũng không rõ nữa, hình như càng nhiều tiền thì nâng được càng nhiều bạn ơi. Mình đoán vậy. Ui, hiện tại mình lên cấp 50 chưa? 48 bạn ơi. Có khi cái máy này hình như là không giới hạn cấp độ bạn ạ. Đâu? 50 là mắc rồi. Cái máy này thì cấp 50 cũng là mắc các bạn ạ. Thì ra là thế. Ok, vậy là gần như là mình đã mắc tất cả các máy rồi đấy. Máy khai thác su thứ này cũng mắc hết bạn ạ. Gần như là mắc tất cả mọi thứ rồi. Không còn cái gì mà tôi có thể nâng được nữa bạn ơi. Bán hết. Bởi tôi đã nâng mắc tất cả mọi thứ bạn ạ. Không có gì có thể nâng được nữa. Ghê chưa? Biết là giờ này còn bán gì thú vị nữa, xem nào, nhiệm vụ ở đây. Gửi nhiệm vụ bạn ạ, thử thách chế tạo 3 phiến trên bàn chế tạo. Ôi, cái này thôi bạn ạ. Bởi cái này mình cũng chả cần thiết lắm bạn ơi. Xem nào. Bởi cái này làm sao để chuyển qua bậc người mới nữa. Để hoàn thành hết bởi cái nhiệm vụ này cơ à. Thôi tính sau đi. Xem cửa hàng bán thì mới không. Đồ này thì nó cũng thế bạn ơi. Mấy đồ này thì ngày xưa vẫn có rồi này. Chưa thấy có gì mới bạn ạ. Máy khai thác thì mình thấy vẫn thế. Cái khối này cũng hình như vẫn thêm bạn ạ. Chả có gì mới. Mấy cái khối này có lâu bạn ơi, có lâu rồi. Đặc quyền này, mấy cái dương này không biết là có gì hay ho không. Nhưng không rõ lắm bạn ạ. Đại loại là chưa thấy có khối gì mới. Mấy cái đèn, cái đèn này mới đúng không? Cái đuốc, cái đuốc mạch điện này hình như là mới đúng không nhỉ? Ngày xưa mình nhớ đâu có này. Piston dính này, bữa nay kiểu như cái lò xo bạn ạ. Hình như có một vài cái tôi không nhớ phải mới không nữa. Mấy đồ này thôi nhá, mình nhiều lắm rồi. Mua kim cương. Ok. Em mở khóa có gì đây? Cấp 46 à? Ấy chà chà, ok. Chắc là bây giờ mình đi khám phá một khu khác nhỉ? Hello, chào bạn, làm sao? Chào bạn. Hello, bạn nhìn gì đây? Hey, thấy không? Mày thấy các bạn thấy khu của mình không? Mắc tất cả level bận ghê không? Thấy máy khoan ghê không? Shoot. Ok, chat đấu nhỉ? Hello. Hello. Đó. Wow, gì trời ơi. Ông kêu mình là VIP kìa. Kịn quá, wow, ghê không? VIP chứ thì nữa, VIP liền. Nhìn quả dàn máy đào của mình full level là biết ngay là YouTube yeah. Yes. Chắc yes chứ. Yes. Đúng vậy, tôi là YouTuber. Chuẩn đấy, chuẩn đấy, chuẩn đấy. ông hỏi mình có phải YouTuber không bạn ạ? Are you record? Yes. My channel mèo béo is my chấm đồ. Đó. Ok chưa? Tớt mèo béo. Em béo đi. Mèo béo đi, mèo béo. Thế nhờ. Gặp có ông hỏi mình có đang quay video không bạn ơi? Các bạn này muốn về đảo mình không? Thôi đang nói chuyện mà. Ok, tôi sẽ theo dõi. Uầy. Vậy là mèo béo đã quảng cáo được một sub bạn ạ. Chúng ta đã kiếm thêm được một sub rồi bạn ơi. Rồi. Về. Cái bên này có gì ấy? Bên này sao có cuốc kim cương bên nhỉ? Vào khu đào mỏ tưởng cái gì. Thôi đi qua khu đào mỏ xem giao lưu xem có gì thú vị không bạn ơi. Mình qua mình hóng hớt xem như nào bạn ạ. Mình thấy là ở đây mình có cái ông tên là gì ấy, mắc pha bộ đồ quả chuối như hay vậy ta. Ui ấy, cho hỏi mua bộ quả chuối đâu ấy, cho mình mua với. Nhìn xịn thế nào. Thanh niên kia bộ đồ quả chuối bận ạ. Mình cũng không biết kiếm ở đâu nữa. Hiểu không? Đi solo trong hiệp bạn ơi. Để mấy béo ra đây solo trong hiệp. Nhìn này.
Nhìn thì xin mời nhìn. Có cung nữa nè, làm sao? Có VIP đó, mình chưa? Chỗ này không ai có VIP ngoại trừ mẹ Bèo bạn ạ. Mỗi mình có VIP thôi. Ma. Rồi. Ơ, không hiện đam à? Bắn pháo hoa thì trông lê thế. Để rồi, mình thử solo hôm nào ta. Đã trộm của bạn là sao? Ở đây ghi là đã trộm của bạn ấy là thế nào? Các đời ghi là đã trộm của bạn à? Nó như là mình không hiểu lắm bạn ạ. Bạn đã biết cái đã trộm của bạn là sao không? Tại sao nó ghi là đã trộm của bạn à? Mình cũng không biết đây. À, ông này ở đây đúng không? Ông này trộm đồ mình đúng không? Yếu vậy? Trời. Để mình ra đây solo trăm hiệp. Bắn cái cung một người nè. Bắn nè e. Bắn cung nè. Ơi, chưa tới. Bắn cung nè. Bắn cung nè. No hit minua. MW là minua đúng không? Ừ, minua. Ủa, liên quan gì minua? Đây là game rất là go mà ta. À, solo bạn ơi. Solo. Làm sao? À, chuyện mỗi kia cho 21 này. Ê à, bạn cũng trâu đấy, bạn cũng trâu đấy. Mình phải máu cái đá, ấy à. Nà, bật bộ thế này cơ rồi. À, bật thế này đúng không, thế này đúng không? Ôm này, bật bộ, solo. Ui, trâu ấy nữa, thế này bác không chết bạn ạ, ấy, ấy à. Thế này bác không chết bạn ta. Ủa nó kỳ lạ mới. Này thì ô thôi. Có vẻ như đánh không lạ mới đây. Ô, mình thấy đánh bãi không chết mà nè. Tiếp thật. Solo trăm hiệp. Thôi. Rồi xong luôn. Chính ra mình cũng không hiểu bạn ơi. Thế vào trong này anh em có nhau làm gì nhỉ? Đào mấy cái này cũng được mấy tiền đâu ta, đúng không? Mình thấy đam mấy cái này cũng trả được mấy tiền mà nè. Coi xem là còn chút là mới mới gì ấy. Ô, cái này gì ấy? Mới à? Nhìn đẹp vậy. À, cái này mới về nhà, tưởng cái gì? Hóa ra cái này về nhà bạn ạ. Ok, thì ngày hôm nay chủ yếu tôi vào thử thách tôi nâng cấp tất cả cái máy đào thôi. Nâng cấp full level tất cả máy đào trong Skylook bạn ạ. Tôi không biết là sau một ngày sẽ được bao nhiêu tiền nữa. Chắc là ngày mai tầm khoảng là 7 giờ tối ngày mai tôi sẽ quay trở lại để coi thử xem là chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền bạn ạ. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.